Chromecast tích hợp trên TV Android là công nghệ cho phép bạn phát chương trình giải trí và các ứng dụng bạn yêu thích từ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính trực tiếp ra TV hoặc loa. Vậy thì làm sao để sử dụng tính năng này? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Mình là Ngọc Mai và hẹn gặp lại các bạn trong giây lát. Điều đầu tiên mà Ngọc Mai muốn lưu ý đến cho các bạn đó chính là nếu như mà chúng ta muốn phát nội dung từ điện thoại hay là laptop lên TV bằng Chromecast thì tất cả các thiết bị này phải kết nối cùng một mạng Wi-Fi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị của Chromecast nha. Thứ nhất đó chính là những ứng dụng có chế độ cast. Trong những ứng dụng này sẽ có một nút cast như thế này và cho phép bạn truyền trực tiếp nội dung lên trên màn hình TV. Và một số ứng dụng quen thuộc có thể làm được điều này như là Facebook, YouTube, Netflix và Spotify. Và ngay bây giờ thì Ngọc Mai sẽ thử cast ở trên Facebook và YouTube nha. Trên YouTube khi đang xem một video nào đó, bạn bấm nút cast phía trên. Lúc này danh sách các TV có thể cast được sẽ hiện ra để bạn chọn. Với Facebook thì hiện tại bạn có thể cast được những video trong tab video. Tương tự YouTube, bạn mở video lên xem và bấm nút cast ở phía trên để phát lên TV. Đặc biệt, trong khi video đang được chiếu lên TV thì bạn vẫn có thể làm được những việc khác như nghe gọi, nhắn tin, đọc tin tức vô cùng tiện lợi. Một số trường hợp các hãng như là Sony hay Samsung đã tích hợp tính năng chiếu màn hình bằng Chromecast vào trong phần cài đặt và bên cạnh tính năng chiếu màn hình truyền thống Miracast. Và Ngọc Mai sẽ có một bài nói về sự khác biệt giữa Chromecast và Miracast sau. Các bạn nhớ đón theo dõi nha! Ngoài ra còn một cách dùng không phụ thuộc vào hãng điện thoại, đó là cài ứng dụng Google Home. Bạn tải ứng dụng này về từ kho ứng dụng trên điện thoại của mình, có trên Android và iOS. Trên ứng dụng Google Home gồm có Tab Browse, hiển thị tất cả những ứng dụng có thể cast được trên máy của bạn. Tab Discover, giới thiệu những ứng dụng tương tự để bạn cài đặt. Đặc biệt, Google Home trên Android còn cung cấp tính năng chiếu màn hình điện thoại lên TV. Để chiếu màn hình, bạn chọn Menu, chọn Tab Account và kéo xuống, sau đó chọn Mirror Device. Điện thoại của bạn sẽ bắt đầu dò tim và bạn chỉ việc chọn TV của mình. Tiếc là Google Home trên iPhone không làm được điều này. Không chỉ là điện thoại, bạn còn có thể phát nội dung từ laptop có cài đặt sẵn trình duyệt Chrome lên TV mà không cần dây HDMI. Trên trình duyệt Chrome, bạn bấm vào nút 3 chấm, chọn Cast. Lúc này một hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn chọn tiếp nút Cast To. Tại đây có thêm 3 lựa chọn bao gồm Cast Tab, phát trực tiếp tab bạn đang xem lên TV, Cast File, phát video hoặc bài hát từ laptop lên màn hình TV, Cast Desktop, phát màn hình laptop lên TV. Và chỉ với vài thao tác đơn giản như vậy thôi là bạn đã có thể sử dụng được tính năng Chromecast được tích hợp sẵn trên TV Android. Và nếu như mà trong quá trình xem video các bạn có điều gì khúc mắc, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới cho Ngọc Mai nhé, để Ngọc Mai có thể hướng dẫn thêm cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh YouTube của Điện Máy Xanh để có thể theo dõi thêm nhiều video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.